Thưa quý vị, với sức trẻ, trí tuệ, tinh thần xung kích tình nguyện, thời gian qua đội ngũ nhà giáo trẻ thành phố Cần Thơ đã và đang đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục cũng như công tác đoàn, hội, đội ở các cơ sở giáo dục. Không chỉ vậy, mỗi thầy cô giáo còn là tấm gương sáng về ý thức rèn đức, luyện tài, không ngừng nỗ lực vươn lên để các thế hệ học sinh noi theo. Cũng bởi yêu nghề, tâm huyết với sự nghiệp trồng người mà thầy giáo trẻ Dư Thanh Hiếu đã gắn bó với trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Trần Ngọc Hoàng, vốn còn nhiều khó khăn ở huyện ngoại thành Cờ Đỏ. Ngoài làm tốt công tác chuyên môn giảng dạy, với vai trò bí thư đoàn trường, thầy Hiếu đã có nhiều sáng kiến tổ chức các hoạt động phong trào phong phú, vừa trang bị kỹ năng sống, tạo sự gắn kết thầy trò, vừa nắm bắt tâm tư nguyện vọng của học sinh. Tôi thấy là khi mà tổ chức các hoạt động này thì việc đầu tiên mà mình đạt được đó chính là các em rất là vui. Khi mà các em được tham gia các hoạt động, các phong trào, được gắn kết với nhau thì trước tiên thấy các em vui lắm. Rồi kế đến nữa thì thông qua những cái hoạt động này các em hiểu biết nhiều hơn, có kiến thức nhiều hơn và phát triển bản thân mình để có thể hoàn thiện hơn và góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước trong tương lai. Mỗi học sinh của trường sẽ trở thành những công dân tốt, những người con hiếu thảo và là những học sinh chăm ngoan. Thì đây chính là mục tiêu lớn nhất mà trong tất cả các hoạt động thì chúng tôi đều mong muốn đạt được và đặt nó làm mục tiêu để tổ chức các hoạt động. Qua các hoạt động của đoàn trường tổ chức thì em cũng được tìm hiểu rất là nhiều về lịch sử. Thì em muốn sau này em sẽ phấn đấu thật là tốt để em có thể tiếp bước một phần nào đó, góp một sức bé nhỏ của mình vào công cuộc xây dựng đất nước. Không chỉ giúp học sinh hứng thú với việc học, cô Trương Thị Minh Hải, giáo viên trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều, còn truyền cảm hứng sáng tạo cho học trò. Trong gần 10 năm công tác tại trường, thì cô có 7 năm tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và năm nào học trò do cô hướng dẫn cũng đoạt giải các cuộc thi. Trong đó có 3 dự án đạt giải thưởng cấp quốc gia và 5 dự án đạt giải cấp thành phố. Khoa học kỹ thuật thì là một cái sân chơi rất là bổ ích. Mà bản thân tôi thì qua những cái năm mà hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật thì tôi hiểu được rõ một điều rằng là học sinh của mình sẽ trưởng thành rất là nhiều sau cái cuộc thi đó. Thì qua các cuộc thi thì các em sẽ học hỏi được rất là nhiều kỹ năng. Ví dụ như kỹ năng thuyết trình, đặc biệt là những cái kỹ năng về đào sâu về nghiên cứu, các em sẽ biết tự tìm kiếm tư liệu, rồi tự viết những cái bài nghiên cứu của mình thì quá trình đó sẽ trao dồi cho các em rất là nhiều. Người giáo viên hàng ngày qua từng bài giảng hành động của mình đã và đang nuôi dưỡng nhân cách cho học trò. Những nhà giáo trẻ tại thành phố Cần Thơ không ngừng phấn đấu rèn luyện để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mình hoàn thành tốt đầu tiên là công tác chuyên môn, tiếp theo là bên công tác đoàn, công đoàn, để cho học sinh nhìn thấy là giáo viên có thể cố gắng thực hiện được các nhiệm vụ được giao, thì về phía học sinh các bạn cũng có khả năng sẽ làm được việc đó, mà đồng thời là sẽ có được cái sự hỗ trợ hết mình từ phía giáo viên. Tập trung cho cái công tác chính trị tư tưởng trong là nhà trường và gắn với cái việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy vai trò cái tiền phong gương mẫu của là đội ngũ là giáo viên, nhất là giáo viên trẻ, gương mẫu rồi tiền phong trong dạy và học cũng như là các cái phong trào thi đua trong nhà trường, thật sự là một tấm gương cho các em học sinh là noi theo. Mỗi trường một cách làm, mỗi nhà giáo trẻ một sự sáng tạo, nhưng tất cả đều chung tinh thần xây dựng đội ngũ nhà giáo vững về chuyên môn, đẹp về phong cách, xứng đáng là tấm gương sáng để học sinh noi theo.